Mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn đến với kênh LTK Bonsai. Thì hôm nay mình có dựng một số cây, gồm có hoa giấy Mỹ, hoa giấy Mỹ nguyên thủy, linh sam sông Hinh Gia Me, dán đổ dán quái không ha. Ở bên cạnh đó thì cũng có me chua, phôi trang đỏ, phôi trang vàng đó. Hoa trang đỏ, hoa trang vàng. Có một cây bùm sụm ha. Cái này ngoài miền Bắc gọi là trà Phúc Tiến rồi con. Rồi cây này thì cây tùng tuyết ha. Tùng tuyết có người gọi tùng cối rồi. Ngoạ tùng. Này mai chiếu sỉ. Có hai cây mini. Rồi rất mong bà con gần xa sẽ ủng hộ em như trong thời gian qua nhé. Số máy em là 0798096577. Em tên Thanh, ở ấp Luân Hưng 1, xã Long Hậu, huyện Ly Dung, tỉnh Đồng Tháp. Bà con chốt hàng em hãy nhớ ngày nhớ mã số giùm nha, để tránh sự nhầm lẫn. Rồi đầu tiên là cây số 1. Cây này cây tùng tuyết. Có người kêu tùng cối, có người kêu ngoạ tùng. Đó. Cây này thì nó em bán cây nha. Em ship chậu luôn, mã số 1. Cây này có giá là 1.400.000. Em bao ship toàn quốc, ship chậu luôn. Số máy em là 0798096577. Thì bà con chốt hàng nhớ ngày nhớ mã số giùm nha. Thì có anh em chú bác nào có đi công tác hay là đi du lịch gì đó thì có nhờ ai mà lấy hộ được thì đặt hàng của em. Để khi đi cái không có người nhận đó thì em trả cây về đó em tốn tiền. Cước phí, cước đi, cước gì tạo cho bên em lắm. Lời lắm không có nhiêu chứ. Mong bà con thông cảm. Rồi mã số 1 em xin nhắc lại. Có giá là 1.400.000. Rồi tiếp tục là mã số 2, cây trà Phúc Kiến nha bà con. Ở miền Nam gọi là bùm sụm. Đây. Vị trí này thì nó 40. 40 hoành, chiều cao. Chiều cao thì 82. Tán ngang nó 60-70. Rồi. Cây rất là bự. Đế rất là to ha. Có tay nhạo sẵn. Rồi cây này nó có khuyết điểm ngay chỗ này. Chỗ này nó bị sành này nha. Đây, một kẻ ngay đây. Nhưng mà đã qua xử lý, không sao hết. Rồi cây bùm sụm này có giá là 2.500.000. Em bao ship toàn quốc cho con nha. Rồi tiếp tục là mã số 3, mai chiếu thủy da đen. Rồi quay đi, quay từ từ cho con tham khảo. Rồi đo đi. Rồi giáp dưới đi. Rồi vị trí này, vị trí này thì nó 65 thịt trên. Vị trí này thì 48 chiều cao, chiều cao là 29, đấu rất đẹp. À, mà chú sĩ la lớn. Cây này không có mục nha con, bao mục nha, có những mặt thẹo gì thôi chứ không có vấn đề gì hết. À. Nu nằng rất là già nha. Rồi cây này có giá là 1.800.000, em bao ship toàn quốc. Trồng dưới xe rất là đẹp. Rồi tiếp tục là mã số 4 là cây mai chiếu thủy chung nu. À. Rồi đo đi. Ngay vị trí đó thì nó hai mươi mốt thịt trên. Em đo hai vị trí cho con coi nha. Rồi ở trên đó là 15 chiều cao.
chiều cao là 20, ngắn ngang 39. Rồi cái may chiếu thủy chung nu này em giao lưu giá là 1,7 triệu, em bao ship toàn quốc, ship chậu luôn nha con. Số máy em là 0798096577, em tên Thanh. Cái này mã số mấy? Số 4. Mã số 4 nha con, mai chiếu thủy này mã số 4. Tiếp tục là mã số 5. Rồi đo đi. Rồi quanh ngay vị trí đó thì 22, chịch ở trên một chút. Mười sáu hoành, 20 chiều cao, 35 tấn nha. Rồi cây này có giá 1,7 triệu luôn nha, em bao ship toàn quốc, mai chiếu thủy chung nu, em ship chậu cho bà con luôn nha. Cây này đã thuần chậu, cái này em sang chậu nha bà con, không vấn đề gì hết nha, bao sống bao ship. Tiếp tục là mã số 6, cây qua giấy Mỹ nguyên thủy. Đó, rất là quái. Ôm vô cái cũ rồi. Rất là bự nha. Đó. Rồi, cái hoành ngay cái dưới bút lông á là nó 23. Đó. Hoành 23. Thì cái cũ của nó là 66 nè. Chiều cao là 35. Đó. Cây này có giá là 1,4 triệu. Rồi em bao ship toàn quốc cho con nha, qua giấy Mỹ nguyên thủy. Rồi tiếp tục là cây qua giấy Mỹ nguyên thủy luôn nha. Đó, cây mà này mã số 7. Ngay cái lằn bút lông gạch đó là ngay đó là 18 hoành. Cái hoành cũ nó là 49. Đâu chụp cái tay vô. Chiều cao nó là 56. Qua giấy Mỹ nguyên thủy. Cây này có giá là 1,1 triệu. 1,1 triệu nha con. Em bao ship toàn quốc. Số máy em là 0798096577. Đặt sạch hết nha, cũ rất là đặc. Tiếp tục là mã số 8. Mã số 8 này hoành ngay cái ghe lằn bút lông đó là 22. Đó. Cái hoành cũ của nó là 56, chiều cao nó là 43. Rồi cây này có giá 1,4 triệu luôn. Rất là bự nha. Đó. Dán thú luôn. Rồi quay đi. Em bao ship toàn quốc, qua giấy Mỹ nguyên thủy nha. Nữa những cái ghế này mà nó bự lên thì nhìn nó như quái thú vậy đó nha. Rất là đẹp. Rồi tiếp tục là mã số 9. Cây này là hoành 20. Đó, cái hoành cũ nó là 34, chiều cao nó là 30. Rồi cây me này có giá là 550k. Ra tược rất là khỏe, rất là mạnh nha. Đây cái củ đây, rất là quái. Rồi em bao ship toàn quốc cho con nha. Me này me chua nha con. Tiếp tục là mã số 10. Cây me chua luôn. Cây này hoành 20. Cây củ của nó tới 28 nè. Chiều cao nó thì nó 30. Rồi cây này có giá là 550k luôn. Me chua. Chỉ có 4 cây me chua thôi nha con. Tiếp tục là mã số 11, cây me chua. Cây này thì hoành 18. Đó. Hoành cũ là 36, chiều cao là 33. Rồi cây này có giá là 550k luôn. Bao ship toàn quốc. Số máy em là 0798096577, em tên Thanh. Tiếp tục là mã số 12, cây me chua. Cũng là mã cuối cùng của cái lô me. Đó, cây này là hoành của nó là tới 19, hoành cũ nó 34, chiều cao nó 35. Cây này có giá là 550k. Cây me chua. Rồi em bao ship toàn quốc cho con nha. Tiếp tục là mã số 13. Cây này ông chân vàng nha con. Ngay cái vị trí này thì 19. Đó. Rồi đo chịch xuống cái cũ kìa. Tổng hoành đế nó kìa. Ông Quỳnh Đế cây này nó tới 35 nè. Rồi chịch ở trên nè. Ừ. 16. Chiều cao.
Chiều cao thì 25. Rồi quay đi. Rồi cây này có giá là 800k nha con. Cây trang vàng lá nhỏ. Cầm dưới ghế rồi sao? Em bao ship toàn quốc cho con nha. Tiếp tục là mã số 14. Đó, mã số 14 đo đi. Ngay vị trí đó thì nó tới 20 nha con. Đây, 20. Rồi. Hoành cũ à, tổng hoành đế à. Tổng hoành đế nó tới 40 lận chiều cao. Chiều cao nó 16. Chỗ này thì đó người ta lấy dao người ta chặt nó nhưng mà không có sao nha con. Đó. Bị tét nhẹ chỗ đó thôi. Cây rất là già nha. Củ đế thì khỏi chê. Củ nở đế đều. Không thiếu mặt nào hết ha. Đó. Cây trang vàng lá nhỏ nha. Cây này mã số 14. Cây này có giá 1,1 triệu nha. Em bao ship toàn quốc cho con. Trực lắc rất là đẹp nha. Tiếp tục là cây trang vàng lá nhỏ. Ngay vị trí này thì 23. Đo chịch trên chút. Đó. Vị trí này thì nó 17. Chiều cao. Chiều cao 23. Rồi quay đi. Đó củ đế kìa. Đó cũng được. Đó. Tổng hoành cũ nó là tới 28. Rồi cây này có giá 1 triệu luôn nha. Cây trang vàng lá nhỏ nha con. Em bao ship toàn quốc nha. Số máy em là 0798096577. Em tên Thanh. Đó. Cây cũ rất là nở. Rồi tiếp tục là cây trang vàng lá nhỏ luôn nha. Mã số 16. Cây này thì đo đi. Đo hoành đi. 15. 23. Đó. Tổng hình đế của nó là 39. Cây này có giá là 700k. Trang vàng lá nhỏ. Mã số 16. Tiếp tục là mã số 17. Tiếp tục mã số 17. Đó hoành. Hoành ngay vị trí đó là 27. Chiều cao. Chiều cao là 12, 10, 10, 13 là. Rồi 12 thôi. Quay đi. Cây này có giá là 1,3 triệu. Trang vàng lá nhỏ nha con. Rồi em bao ship toàn quốc cho con nha. Số máy là 0798096577. Em tên Thanh. Tiếp tục là mã số 18. Đo đi. Cái này hoành 15. Chiều cao. Chiều cao 13. Tổng hoành đế là 36. Rồi cây này có giá là 700k. Trang vàng lá nhỏ. Em bao ship toàn quốc cho con nha. Tiếp tục là mã số 19. Rồi đo đi. Chịch trên chút. 21. Chịch trên đây. Đo chịch trên đây. Đo chạng đó em bự. Rồi chỗ đó là 18. Rồi đo chiều cao. Chiều cao 31. Cụ. Cũ. 37. Cây này em cũng không nhớ là cây vàng hay cây đỏ nữa, nhưng mà em sẽ bán cây vàng cho bà con nha. Nếu mà đỏ thì bà con nhờ. Chỉ có một cây này em bỏ lộn trong bầy em lộn thôi. Đó. Cây này không biết cây đỏ hay cây vàng nhưng mà em bán cây vàng nha. Rồi cây này có giá là 1 triệu. Em bao ship toàn quốc cho con nha. Cây này đế không có chia vào đâu được chứ. Có tay cành sẵn mau chơi. Mã số 19. Tiếp tục là mã số 20. Cây trang đỏ lá nhỏ nha con.
Anh này quánh đây tới 24 nè. Còn chịch ra ngay đây là 18 nè. Rồi đo chiều cao. Chiều cao nó 90. Rồi. Đo 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 lại chiều cao phải 90 không? Là chiều cao 85 thôi. Rồi. Quay đi. Trang đỏ lá nhỏ nè con. Cái củ ế làm binh nha. Cây ra tược rất là mạnh. Đó. Cây này có giá là 1.800.000 nha. Em xếp chậu luôn. Số máy em là 0798096577, mã số 20. Tiếp tục là mã số 21, quay đi. Này đỏ thái nha con. Đó, cây này nó mạnh hơn chân vàng với chân đỏ nha. Chân vàng chân đỏ mà trồng ở dưới chủng thì nó thúi rễ, nhưng mà thằng này là không thúi nha. Đặc biệt là không thúi. Sức sống rất là mạnh. Em thà keo mấy bữa mà nó muốn lành mặt thẹo chân nè. Nè, chảy rồi. Các con thấy không? Rồi đo đi. Ngay vị trí này thì nó 23. Đó. Ngay vị trí này thì nó 32, chịch dưới luôn. Vô, rồi sát cái củ nạc thôi. Ừ. Rồi. Chiều cao. Chiều cao là 64. Rồi cây này có giá là 2.100.000. Trang đỏ thái. Hàng này thị trường bây giờ không hiếm dữ lắm nha bà con. Em mua rẻ em bán rẻ. Đó. Được một cây duy nhất. Hai cây chứ, có một cây bự thôi, chứ một cây nhỏ. Rồi bao ship toàn quốc cho bà con nha. Ra mầm rất là mạnh. Mã số cây trang thái hồi nãy là mã số 21 nè bà con. Mã số này mã số 22 nè. Thằng này cũng đỏ thái luôn. Rồi đo đi. Thì vị trí này thì 17. Đo chụp xuống. 22. Chiều cao. Chiều cao 19. Đo chụp trên chút coi. Đo cái hoành. 13. Đo 3 vị trí luôn. Rồi. Cho bà con mình tham khảo. Cây này cũng đang ra mầm. Rồi, cây này có giá là 800.000. Em bao ship toàn quốc. Số máy là 0798096577. Cây này đỏ thái. Tiếp tục là mã số 23, trang đỏ lá nhỏ. Cây này tính 19 mà tính 18 thôi. Đó. Chiều cao là 20. Rồi quay đi. Cây dáng thế rất là đẹp. Rồi cây này có giá là 900.000. Em bao ship toàn quốc. Cây này nó có cái chỗ bị mà mấy cái cỏ nó chặt vô đây nha con, nhưng không sao nha. Rồi em bao ship toàn quốc. Hoa trang đỏ lá nhỏ nha, mã số 23. Tiếp tục là mã số 24, trang đỏ lá nhỏ. Ngay vị trí này thì nó 20 tính 19 thôi. Chiều cao. Chiều cao là 19. Củ của nó thì tới 35. 37 đến 35 luôn. Quay đi. Đo được mình hình dung thôi. Chứ 1-2 phân em bán không quan trọng. Nhưng mà quan trọng là bà con có dự ý thì mua. Chứ em đo thì nói chung ra đo cũng chừa hao. Rồi cây này có giá là 1.200.000. Ăn đỏ lá nhỏ. Lại mã số 24 có giá là 1.200.000 nha. Trang đỏ lá nhỏ. Tiếp tục là mã số 25. Này ngay đây 18 tính 17 thôi. Chiều cao. Chiều cao 19.
Rồi cái củ đặt nó 30. Rồi cây này có giá là 1 triệu. Trang đỏ lá nhỏ. Em bao ship toàn quốc cho con nha. Số máy là 0798096577, em tên Thanh. Trang đỏ lá nhỏ nha. Em xin nhắc lại, mã số 25 là trang đỏ. Giá là 1 triệu. Tiếp tục là mã số 26, trang đỏ lá nhỏ. Đó, đo ngang đo cây cũ. Đo đủ thứ chỗ hết trơn đi cho bà con hình dung. Đó, ngay vị trí đó thì nó 20 25. Đó, đo hai cây ở trên. Đó, à. Ngay chỗ đó thì nó 18. Đó. Rồi, đo cái. Rồi đo nguyên cái củ nạc đó thì nó tới 34. Chiều cao. Chiều cao 19. Rồi quay đi, trang đỏ lá nhỏ. Rồi, cây này có giá 1 triệu luôn. Em bao ship toàn quốc cho con nha. Số máy em là 0798096577, em tên Thanh. Tiếp tục là mã số 27. Mã số 27 là phôi trang đỏ lá nhỏ. Đó. Quanh vị trí này thì 22. Đây, chiều cao. Chiều cao 18. Tổng của hoành đế. Tổng hoành đế nó thì nó 40 47. Đó. Ờ, cây này có giá là 2 triệu. Thôi trang đỏ lá nhỏ. Em bao ship toàn quốc cho con nha. Cây này củ đế khỏi chê. Tay cành thì miễn bàn. Cây này rất là mau chơi. Đó. Bao ship cho con nha. Toàn quốc. Tiếp tục là mã số 28. Đó. Cây này vị trí này thì nó 19. Rồi đó nạn trên. À. 15. Củ. Củ đặt hay là chờ củ tổng? Tổng hoành đế nó thì nó 40. Chiều cao. Cho đợi mắc kêu không hả? 13. Rồi cây này có giá 1 triệu luôn nha. Coi chăn đỏ lá nhỏ. Em bao ship toàn quốc cho con. Số máy em là 0798096577, em tên Thanh. Rồi mã số 28 vừa qua cũng là kết thúc cái lô chăn đỏ. Rồi tiếp tục là tới Linh Sam sông Hinh Gia Me. Đó. Những cây này là hoành từ 20 trở lên. Cái này em bán cây nha. Rồi một cây như vậy là giá chỉ 500k thôi. Bữa nay là cái lô gần hết hàng cho nên em giảm giá chút đỉnh cho bà con nha. Những cái lô kia em đã bán hết. Đâu đo hạo cho bà con cái. Rồi 500k. Mã số vừa rồi, mã số 29, mã số này 30. Đây, vị trí này là 24. Rồi quay đi. Rồi giá 500k. Bao ship toàn quốc cho con nha. Rồi mã số 31. Hoành 25. Đó. 500k luôn. Bao ship toàn quốc cho con. Linh Sam sông Hinh Gia Me. Rồi mã số 32. Hoành vị trí này 24. Rồi. Quay. Giá 500k. Bao ship toàn quốc cho con. Mã số 33. Vị trí này là 21. 500k luôn. Rồi bao ship toàn quốc cho con. Mã số 34. Vị trí này thì nó 21. Tính 20 thôi. Rồi 500k. Cây này nó có một cái rễ chịu ngay cái co đó nha con. Đây, rễ chịu đây nè. Bằng ngón tay út vậy. Rất là đẹp. Em bao ship toàn quốc cho con nha. Tiếp tục 35. 24 gửi tính 24 thôi.
500k bao ship toàn quốc, mã số 36 hoành 20, rồi giá 500k. Linh Sam Song Hinh Gia Me, quay gì đâu mà còn hơn chiếc xe chạy nữa không biết. Mã số 37 hoành 21, rồi 500k. Cụ đế thì khỏi chê, em bao ship toàn quốc. Mã số 38 hoành 22, đó 500k. Tinh Sam Song Hinh Gia Me. Tiếp tục là mã số 39 hoành 21, năm trăm k. Tinh Sam Song Hinh Gia Me. Tiếp tục là mã số 40 hoành 23, rồi giá 500k. Tinh Sam Song Hinh Gia Me, bao ship toàn quốc cho con nha. Mã số 41 hoành 20, tính 19 thôi, cái này tính 19 thôi. Mã số 41 500k luôn, cây này đế thì gõ chê. Số 42 hoành 21, rồi 500k luôn, cây này đế thì miễn bàn, cũ đặt sạch. Tiếp tục là mã số cuối cùng là mã số 43, đó hoành 2 gần 21 tính 20 thôi. Rồi thì cuối cây này cũng 500k. Cuối clip em không nói gì hơn, cũng xin chúc bà con mình có nhiều niềm vui trong cuộc sống và có nhiều sức khỏe. Em mong rằng bà con mình tiếp tục ủng hộ em để em có thêm động lực để săn cây về phục vụ cho bà con mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.